Có khá nhiều đáng tiếc ở danh sách rút gọn FIFA The Best 2021, tiêu biểu như việc lần thứ hai Ronaldo không được xướng tên ở giải này. Một yếu tố thú vị khác là vừa vô địch Euro 2020 nhưng không có bất kỳ ứng viên nào của đội tuyển Ý lọt vào danh sách rút gọn. Cụ thể, hạng mục năm cầu thủ xuất sắc nhất FIFA The Best 2021 là cuộc tranh tài giữa ba cái tên Lewandowski, Messi và Salah. Ở lễ trao giải quả bóng vàng 2021 của France Football, Messi đã giành chiến thắng khi có lần thứ 7 được vinh danh, trong khi đó Lewandowski chỉ giành được quả bóng bạc, còn Mohamed Salah chỉ đứng ở vị trí thứ 7. Nhưng ở giải thưởng FIFA The Best thì khác, vì tiêu chí đánh giá và khoảng thời gian xác định thành tích cũng có chút khác biệt so với Ballon d'Or, nên cơ hội vẫn còn cho cả ba cái tên này. Phong độ của ba ứng viên thời điểm hiện tại. Với Lionel Messi, anh đã giành danh hiệu quả bóng vàng thứ 7 vào cuối tháng 11 năm 2021. Nhưng phong độ ban đầu của huyền thoại người Argentina ở PSG đã không được như kỳ vọng. Messi đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới trong nửa đầu của mùa giải. Anh đang làm các cổ động viên thủ đô nước Pháp vỡ mộng, đặc biệt là phong độ tại Lyon. Tính đến thời điểm hiện tại, Messi mới chỉ có được một bàn thắng sau 11 lần ra sân. Với phong độ ghi bàn như hiện tại, Messi đang đối diện với viễn cảnh lần đầu tiên kể từ mùa 2007-2008 không thể cán mốc 20 bàn thắng trong một mùa giải quốc nội. Tuy nhiên, bất chấp sự thiếu may mắn và chưa tỏa sáng như mong đợi tại Lyon, cầu thủ sở hữu 7 quả bóng vàng đã thành công hơn nhiều ở đấu trường lớn là Champions League, nơi mà Messi đã có 5 bàn thắng trong các trận đấu tại vòng bảng. Hiện tại, PSG bốc phải lá thăm may rủi gặp Real Madrid ở vòng 1/16 với mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch cùng nhiều ngôi sao có số má trong đội hình. Còn đối với phong độ của tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich, Robert Lewandowski thì không cần phải nói quá nhiều. Kỹ năng làm bàn của anh đơn giản là không thể ngăn cản. Số liệu thống kê của tiền đạo người Ba Lan tại Bundesliga thời điểm hiện tại cực kỳ khủng, khi Lewandowski đã ra sân 18 lần. Anh tung tổng cộng 41 cú sút trúng đích trong tổng số 66 cú sút và ghi được 20 bàn thắng. Chủ nhân của danh hiệu FIFA The Best năm ngoái cũng thực hiện trung bình 21 đường chuyền mỗi trận với tỷ lệ chính xác là 78% có một kiến tạo. Số điểm của anh được Infogoal chấm cao nhất châu Âu hiện tại với 9,1. Tại Champions League, Levy cũng có phong độ cực kỳ ấn tượng khi đã chơi 6 trận và bỏ túi 3 bàn. Ngoài ra, tiền đạo 33 tuổi cũng vừa lập được một kỷ lục khi ở trận cuối cùng lượt đi Bundesliga, anh xuyên thủng hàng lưới Wolfsburg một lần để vượt qua huyền thoại Gerd Müller, trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất 43 bàn tại giải đấu cao nhất nước Đức trong một năm dương lịch. Ứng viên cuối cùng trong danh sách rút gọn này là Mohamed Salah. Phong độ mùa này của tiền đạo người Ai Cập vô cùng ấn tượng, thậm chí Salah còn được đánh giá là tiền đạo hay nhất Premier League thời điểm này. Nhìn qua các số liệu thống kê ở đây, chúng ta sẽ phần nào hiểu được lý do tại sao anh được đề cao như vậy. Salah ra sân 20 lần, anh có 35 cú sút trúng đích trong tổng số 56 cú sút và có được 16 bàn. Salah thực hiện trung bình 34 đường chuyền mỗi trận với tỷ lệ chính xác 80% và có được 9 được kiến tạo. Còn khi ra biên lớn ở Champions League, tiền đạo người Ai Cập cũng bỏ túi 7 bàn thắng. Salah hiện đang đứng thứ 10 trong danh sách vua phá lưới mọi thời đại của Liverpool và có tỷ lệ bàn thắng mỗi trận tốt hơn bất kỳ cầu thủ nào trong số 9 cầu thủ phía trên, kể cả Ian Rush. Salah là cầu thủ nhanh nhất đạt mốc 100 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia cho Liverpool và hiện tại là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của câu lạc bộ tại Champions League, vượt qua Steven Gerrard vào tháng 10. Có thể thấy Salah hiện giờ đáng được xem như tiền đạo hay nhất ngoại hạng Anh. Cầu thủ người Ai Cập không chỉ biết ghi bàn mà còn đóng góp vào lối chơi chung. Đơn cử như việc Salah đã kiến tạo cho các đồng đội của mình đến 9 lần ở mùa này. Với phong độ hủy diệt, Salah hoàn toàn xứng đáng ngồi chung mâm với các đàn anh như Messi hay Lewandowski. Phong độ và danh hiệu của năm 2021. Phong độ hiện tại của ba cầu thủ nằm trong danh sách rút gọn không phải là cơ sở để ban giám khảo dựa vào để bầu ra người thắng cuộc, mà nó chỉ là góc nhìn để chúng ta có thể thấy được sự thuyết phục của cả ba cái tên này. Thứ mà ban tổ chức dựa vào là thành tích của năm 2021. Với Messi, 2021 là một năm thành công cho anh, nhưng chỉ ở cấp đội tuyển quốc gia và phương diện cá nhân. Messi đoạt Copa America, trong khi cấp câu lạc bộ, Messi giành vua phá lưới La Liga năm thứ 5 liên tiếp, dù chỉ có được siêu cúp nhà vua. Trong khi cấp câu lạc bộ, Messi giành vua phá lưới La Liga năm thứ 5 liên tiếp, dù chỉ có được danh hiệu cúp nhà vua. Sau đó, Messi đã chia tay mối tình đầu Barcelona sau 18 năm để chuyển sang PSG. Chưa hết, Messi cũng lập kỷ lục lần thứ 7 giành quả bóng vàng, dù có rất nhiều tranh cãi. Và ở PSG, kinh đô ánh sáng, Messi đã không tỏa sáng như người ta kỳ vọng. Ở đâu đó trên mặt báo đã có những mô tả rằng Messi là bản hợp đồng thất bại của PSG. Rõ ràng phong độ yếu kém khi mới chuyển đến PSG sẽ là một trong những thứ khiến Messi thụt lùi đôi chút. Nhưng nhìn chung, ở mùa giải trước, huyền thoại người Argentina đã thi đấu thành công rực rỡ. Messi vẫn gồng gánh Barcelona và Argentina, vẫn sở hữu số bàn thắng ấn tượng và hơn hết
là có được danh hiệu lớn đầu tiên trong ngoại hạng Argentina, điều mà hai ứng cử viên còn lại không có. Với Lewandowski, trong năm 2021, anh liên tục phá hai kỷ lục của Gerd Müller. Ở vòng đấu cuối cùng mùa giải trước gặp Augsburg, Lewandowski ghi một bàn thắng để chính thức phá vỡ kỷ lục tồn tại 49 năm của Gerd Müller, trở thành người ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải với 41 bàn. Với số bàn thắng này, Lewandowski cũng ẵm luôn chiếc giày bạc châu Âu. Trong 2 năm qua, không một cầu thủ nào chơi ấn tượng và xuất sắc hơn Levy. Mùa giải 2019-2020, tiền đạo người Ba Lan góp công lớn giúp Bayern giành cú ăn ba. Trong đó, Lewandowski góp 55 bàn sau 47 trận, bao gồm cả 15 bàn ở Champions League. Mùa giải năm ngoái, Lewandowski tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời khi ghi tới 64 bàn cho Bayern cũng như tuyển Ba Lan, phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải. Anh cùng với Bayern tiếp tục lên ngôi Bundesliga. Tuy nhiên, đó là phương diện cá nhân và câu lạc bộ. Có thành tích đội tuyển của anh khá ảm đạm khi Ba Lan quá yếu và sớm bị loại vòng bảng Euro. Đây chắc chắn là một điểm trừ của Lewandowski so với Messi trong cuộc đua FIFA The Best. Người cuối cùng trong danh sách ba cái tên rút gọn là Salah. Anh trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất sự nghiệp bóng đá của mình với những màn trình diễn thượng hạng và thành quả cũng rất đáng tự hào. Dù Salah không nằm trong top 3 đề cử quả bóng vàng, nhưng anh cũng đã nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League năm 2021 do người hâm mộ bầu chọn. Năm 2021 là một năm thành công với Salah khi anh đang đạt phong độ đỉnh cao trong màu áo Liverpool cũng như tuyển Ai Cập. Bằng chứng là kể từ đầu năm, Salah đã ghi đến 24 bàn sau 40 lần ra sân ở Premier League. Nếu chỉ tính riêng mùa giải năm nay, Salah đã ghi 16 bàn thắng ở sân chơi số 1 xứ sương mù. Anh hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, nhiều hơn người xếp thứ hai là đồng đội Diogo Jota ở Liverpool với 5 pha lập công. Đây là năm thứ hai liên tiếp Salah giành giải cầu thủ hay nhất năm ở Premier League do người hâm mộ bầu chọn. Cách đây tròn một năm, tiền đạo người Ai Cập từng vượt qua Jack Grealish khi còn đá cho Aston Villa và tiền đạo Marcus Rashford của Man United để sở hữu giải thưởng trên. Rõ ràng, việc đoạt danh hiệu xuất sắc nhất tại giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới như Ngoại hạng Anh là yếu tố đủ lớn để giúp Salah lọt vào danh sách rút gọn. Cơ hội nghiêng về ai? Nếu nói công bằng thì cơ hội vẫn chia đều cho cả ba ứng viên. Nhìn nhận thực tế một chút thì Messi đang có lợi thế hơn hai đối thủ. Còn nhớ, FIFA The Best được tách ra từ cuộc sát nhập với quả bóng vàng của France Football và kế thừa từ cuộc bầu chọn giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA. Trước đây, khi chưa sát nhập, thông thường cầu thủ nào đoạt quả bóng vàng sẽ rất dễ giành chiến thắng luôn cả một cuộc bầu chọn của FIFA. Nên việc này cũng được nhiều người hâm mộ được cho là sẽ lặp lại. Ngoài ra, theo tờ Marca, số cuộc bầu chọn quả bóng vàng 2021 với số chiến thắng thuộc về Messi với số điểm 613, chênh lệch không xa, cũng như có tranh cãi với người về nhì là Lewandowski 580 điểm, được cho cũng xứng đáng. Mặc dù vậy, các cuộc tranh cãi này cũng dần kết thúc với một sự thừa nhận rộng rãi rằng Messi xứng đáng với danh hiệu Copa America, giành điểm lớn hơn tiền đạo người Ba Lan. Do đó, ở giải thưởng The Best của FIFA, được dự báo cũng sẽ là cuộc đua giữa chính Messi và Lewandowski. Và yếu tố danh hiệu cùng với đội tuyển, nhiều khả năng sẽ là thứ giúp Messi vượt mặt đối thủ. Trong khi người xếp thứ 3 là Mohamed Salah, lại về đích thứ 7 trong cuộc bầu chọn quả bóng vàng, khó lòng giành chiến thắng. Rõ ràng cả ba ứng viên trong danh sách rút gọn đều đã có những màn trình diễn đẳng cấp ở mùa giải năm ngoái. Ai cũng xứng đáng được vinh danh. Nhưng chi tiết, danh hiệu FIFA The Best chỉ có một. Liệu Messi sẽ tiếp tục ẵm luôn danh hiệu cá nhân cao quý này? Hay Lewandowski sẽ bảo vệ được thành quả của mình vào năm ngoái? Cũng như không loại trừ khả năng bùng nổ của Mohamed Salah? Tất cả sẽ có câu trả lời trong buổi lễ công bố của FIFA diễn ra vào ngày 17 tháng 1 tới đây.